Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự sáng phát sóng lúc 6 giờ 15 phút các ngày trong tuần. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự trong 15 phút của bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây. Xử lý cấp bách luồng vào cảng cá Ngọc Hải. Tổ chức khám nhân đạo cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương vừa đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Sau 3 năm triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, đã có hàng chục đoàn giám sát liên ngành của Trung ương tập trung giải quyết những bức xúc kiến nghị của đông đảo nhân dân. Ở cấp địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện hàng trăm nghìn cuộc giám sát, phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Dù là chủ trương mới, nhưng công tác giám sát đã huy động sự tham gia có trách nhiệm của nhiều tổ chức thành viên mặt trận. Những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từng bước có phản hồi từ các đơn vị liên quan, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, qua 3 năm triển khai, với quyết tâm chính trị cao, chương trình giám sát và phản biện xã hội đã được triển khai với quy mô sâu rộng và kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế dân chủ. Tuy nhiên, ở một số nơi còn tình trạng nhiều tổ chức chính trị xã hội chưa coi giám sát là trách nhiệm phải thực thi. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải làm từng bước, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, chú trọng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ trong quá trình giám sát, từng bước rút kinh nghiệm về phản biện xã hội, nhân rộng những cách làm hay cho các tổ chức thành viên, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện quy chế. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn cho lực lượng vũ trang thành phố trong 3 năm từ 2015 đến 2017. 3 năm qua, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục quản lý bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với hoạt động thực tiễn. Thông qua việc gắn các phong trào thi đua với thực hiện chỉ thị 03, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, nhận thức và ý thức của cán bộ chiến sĩ được nâng lên, tình hình chấp hành kỷ luật pháp luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ vi phạm kỷ luật mất an toàn giảm rõ rệt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. Cảng cá Ngọc Hải của quận Đồ Sơn mỗi ngày có thường xuyên khoảng 500 phương tiện khai thác hải sản ra vào, trong đó có nhiều phương tiện công suất lớn. Tuy nhiên, hiện tượng sa bồi đã làm cho luồng vào cảng bị nông đầy theo thời gian, gây khó khăn cho hoạt động của các phương tiện và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các biện pháp xử lý cấp bách đang được ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tăng cường triển khai. Tuy nhiên, về lâu dài, vẫn cần nhiều hơn những giải pháp đồng bộ. Các phương tiện khai thác hải sản, đặc biệt là phương tiện có công suất lớn, nhiều khi không vào được bến để neo đậu. Một số phương tiện bị hư hỏng chân vịt trong quá trình vào bến do va chạm với vật thể rắn ở đáy luồng. Gia đình ông Lưu Đình Thành có một phương tiện khai thác hải sản công suất 360 CV và đang triển khai đóng mới một phương tiện công suất 800 CV. Lo lắng nhất của ông Thành là tàu không thể về bến neo đậu sau mỗi chuyến vươn khơi hoặc khi biển động. Khi mà đi khai thác được cái con hàng ở ngoài biển về thì cũng không biết làm cách nào mà phải mang vào được đến bờ để cho nó được tươi sống hơn. Bắt buộc này phải chở bằng bè này, bằng những thuyền nan nhỏ này để tăng tải. Mong muốn làm sao các cấp chính quyền và các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm để mà khai thông được cái luồng này để cho chúng tôi ra vào được cho nó thuận tiện hơn. Nhiều năm qua, để khắc phục tình trạng sa bồi nơi luồng vào cảng, quận Đồ Sơn đã huy động xã hội hóa để triển khai duy tu nạo vét, khơi thông luồng lạch, nhưng do tác động của thủy triều và dòng hải lưu nên tình trạng sa bồi lại nhanh chóng tiếp diễn. Khi gió mùa đông bắc vào thì hướng đông bắc là bị sóng đánh làm sa bồi về phía đông bắc. Về khi mà gió nam về thì lại sóng ở phía nam đánh vào. Thế cho nên là cái công năng các
kè chắn sóng là bị biến dạng đi, bị xô đẩy đi. Đấy là nguyên nhân thứ nhất để làm cho cái cảng cá Ngọc Hải, là bị thường xuyên là bị bồi lắng, bị sa bồi. Thêm nữa, trước đây cống EC thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tháo nước cho vùng nuôi thủy sản và tiêu thoát nước mưa nước thải cho khu dân cư, nhưng hiện tại lại chỉ để thoát nước mưa nước thải, nên dòng thủy lưu từ trong không đủ áp lực để đẩy phù sa ra biển, dẫn đến tình trạng nông đầy luồng vào cảng càng thêm nghiêm trọng. Để giúp các phương tiện khai thác hải sản ra vào cảng cá thuận lợi hơn, đặc biệt trong mùa mưa bão, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang triển khai giải pháp cấp bách, nạo vét, cải tạo, khơi thông luồng ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cảng cá Ngọc Hải. Hiện các đơn vị thi công đã thi công được 50% khối lượng công việc. Tuy nhiên, theo báo cáo kinh tế kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt, thì việc nạo vét mới chỉ được triển khai trên chiều dài 300m, khu vực đầu luồng. Ngư dân địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ và có giải pháp kỹ thuật đồng bộ để khai thác triệt để năng lực của cảng cá, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cấp cảng cá Ngọc Hải theo quyết định số 1349 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá, kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Là một trong những đơn vị đứng đầu về thu ngân sách trên địa bàn thành phố, Chi cục thuế quận Hải An luôn nỗ lực áp dụng các giải pháp thúc đẩy các nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách. Chi cục được phân cấp quản lý 1.630 doanh nghiệp trên địa bàn, xác định rõ nhiệm vụ và thực hiện chủ đề năm của thành phố. Chi cục thuế quận gắn trách nhiệm được giao cho các đội thuế phường, sắp nhập đội quản lý nợ và đội kiểm tra để tăng chức năng cho các đội, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế. Nhờ vậy có những đội thuế phường đạt số thu cao như phường Đằng Lâm, Đằng Hải, chủ yếu thu từ các hộ kinh doanh và hoạt động xây dựng tư nhân. Xác định các khoản thu từ đất mang lại nguồn thu lớn, nên Chi cục thuế quận tiến hành rà soát tất cả các nhà thầu vãng lai trên địa bàn, tăng cường thu tiền thuê đất và tiền sử dụng đất. Riêng các khoản thu từ tiền thuê đất 4 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 74% kế hoạch cả năm. Chúng tôi phải phát huy vì cái nguồn này cũng là cái nguồn để tạo sự tài chính để chúng tôi xây dựng cơ sở tầng, đó là quận mới thành lập, bắt buộc chúng tôi phải tập trung cao vào công tác thu cái khoản thu về đất. Ngoài ra chúng tôi còn phải thu cái kế hoạch sử dụng đất, thì chúng tôi trong 4 tháng vừa rồi chúng tôi tập trung vào thu các dự án nợ động và cũng đã thu kết quả cũng khá khả thi so với kế hoạch cũng được 35%. Nhờ tăng cường tuyên truyền nên các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn quận nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ thuế. Khách sạn Việt Trung thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Việt Trung là một trong những doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế, không để nợ động. Với 50 phòng nghỉ, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh khiến công suất phòng chỉ đạt khoảng 20%, nhưng quý 1 năm nay, công ty đã nộp ngân sách 51 triệu đồng theo hình thức nộp thuế điện tử. Làm doanh nghiệp dứt khoát là phải đảm bảo hai yếu tố, đó là thuế và đời sống của nhân viên. Cho nên cái việc thuế là bắt buộc, không bao giờ được nộp chậm, nộp thiếu. Đã là khách nghỉ mà ở khách sạn Việt Trung đã ra khỏi phòng là viết hóa đơn trả tiền thuế. Cái việc đó thì nó đảm bảo hai yếu tố, một là thu nhập nhà nước, hai là doanh nghiệp mới quản lý được. Nhờ sự nỗ lực của cán bộ thuế từ chi cục đến các đội thuế phường, nên năm 2016, chi cục thuế quận Hải An đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 520 tỷ đồng, vượt 31% so với dự toán pháp lệnh. 4 tháng năm 2017, chi cục thu đạt 33,7% kế hoạch pháp lệnh, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016. Chi cục phấn đấu năm nay thu 701 tỷ đồng tiền thuế các loại. Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển là khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ngô Quyền tại Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2017-2020. Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác xây dựng đoàn được chú trọng, đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích đoàn thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm nhận thực hiện các khâu khó, việc mới, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tăng cường. Nhiệm kỳ 2017-2022, quận đoàn Ngô Quyền đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ thanh niên tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tập, rèn luyện khởi nghiệp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng và hoạt động của tổ chức đoàn, góp phần xây dựng quận trở thành đô thị xanh, văn minh hiện đại. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm mang chủ đề Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh thi đua, sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm,
thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công với cách mạng và thương binh gia đình liệt sĩ. Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố vừa phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tổ chức khám sàng lọc chỉ định phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. Gần 100 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng được khám sàng lọc tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, trong đó 16 trẻ được chỉ định phẫu thuật, 4 cháu được theo dõi về tình trạng bệnh. Trên cơ sở khám sàng lọc và kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ xem xét cụ thể mức độ bệnh tật của từng trẻ và chỉ định phương pháp can thiệp thích hợp. Đối với cả những cái cháu mà thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cháu mà được hưởng trợ cấp bảo trợ hàng tháng là chúng tôi hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật cho các cháu. Thế đối với những cháu mà thuộc hộ khó khăn thì theo quy định thì là hỗ trợ 50% kinh phí, còn 50% kinh phí thì gia đình các cháu phải tự lo. Tuy nhiên trong những năm qua thì quỹ bảo trợ trẻ em đối với những trường hợp mà khó khăn như vậy thì quỹ cũng đã kêu gọi các nhà tài trợ thì cũng hỗ trợ 100%, gần như 100% cái kinh phí mổ cho các cháu. Theo thống kê của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh chiếm 0,8% trẻ mới sinh. Nhiều dị tật bẩm sinh không được phát hiện kịp thời, gây tử vong nhanh chóng hoặc để lại ảnh hưởng nặng nề về chức năng sinh lý sau này của trẻ. Phần lớn các bệnh lý tim mạch là các dị tật xảy ra trong thời kỳ bào thai. Bệnh có biểu hiện sớm ở lứa tuổi sơ sinh và trẻ trước khi đến trường, nhưng trước đây do hạn chế về phương tiện chẩn đoán và kỹ thuật mổ, nên rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim mạch bị bỏ sót, không được điều trị kịp thời. Trong khi đó, nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh lại rơi vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi. Bên chỗ làng trẻ mồ côi Hoa Phượng, từ trước đến nay thì cũng tham gia cái chương trình Một Tim Nhân Đạo của Quỹ Bảo Trợ từ rất lâu rồi. Thì từ trước đến nay thì làng đã cho được 2 cháu đi mổ theo chương trình của quỹ. Tôi thấy cái chương trình này cũng rất là ý nghĩa, vì thực ra những cái cháu như trẻ mồ côi ở chỗ tôi thì nếu không đi theo cái nguồn quỹ bảo trợ thì những cái bệnh tim bẩm sinh nặng như thế này thì rất chi là khó có nguồn. Chương trình phẫu thuật tim nhân đạo do Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố phát động từ nhiều năm nay đã thực sự mang lại tiếng cười, sự sống và giảm gánh nặng kinh tế cho hàng trăm gia đình. Tiếp theo bản tin là một số sự kiện sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Trước khi kết thúc bản tin thời sự sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của bản tin thời sự sáng nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!